mai gặp nhau ở công ty nhé. Anh có chuyện muốn nói. A hi hi. Trời ơi, cái thằng này, mẹ đã nói là nghỉ một bữa có làm sao đâu à. Cái thằng này không nghe lời gì hết. Bình dòm nè, ông nội mà thấy là mày khỏi sống với nội luôn. Đón xem tập 66 sitcom Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 21:55 thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2019 trên kênh HTV7.